Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang quay trở lại với bản tin thể thao 24 giờ trên truyền hình MyTV. Vào dạng sáng nay đã diễn ra trận bán kết còn lại tại Champions League giữa đội chủ nhà Borussia Dortmund và các vị khách PSG. Bên cạnh đó, UEFA Indonesia đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử khi sẽ cạnh tranh tấm vé đến Olympic Paris ở trận tranh hạng 3 với UEFA Iraq tại UEFA châu Á 2024. Đó là hai trong số rất nhiều tin tức hấp dẫn được chúng tôi gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết, hãy cùng đến với phần điểm tin. Dortmund đả bại PSG tại bán kết lượt đi Champions League. Al-Nass tiến vào chung kết cúp nhà vua Saudi. UEFA Indonesia quyết giành vé đến Olympic Paris. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra trận bán kết 2 Champions League giữa Borussia Dortmund và PSG trên sân vận động Signal Iduna Park. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội bóng đã gặp nhau tại vòng bảng. Đoàn quân của Edin Terzic và Luis Enrique đều muốn có được chiến thắng nhằm nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Trái với kịch bản rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Bayern Munich và Real Madrid ngày hôm qua, cả Dortmund lẫn PSG đều cho thấy sự vô duyên trên hàng công ở trận đấu này. Sau 90 phút tại Signal Iduna Park, chiến thắng đã thuộc về đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn. Trận bán kết thứ hai UEFA Champions League giữa Borussia Dortmund và PSG diễn ra hấp dẫn như mong đợi của các khán giả, tuy nhiên cũng để lại những thất vọng nhất định. Chủ nhà Dortmund là những người chơi kiểm soát khi nhập cuộc tốt hơn trong 20 phút đầu tiên. Cả hai cánh của đại diện nước Đức đều chơi khá nổi bật, đặc biệt là Jadon Sancho. Thế nhưng lại kém hiệu quả do những pha xử lý cuối cùng tỏ rõ sự thiếu tự tin và độ mượt mà cần thiết. PSG sau đó lấy lại được thế trận và tổ chức tấn công mạch lạc hơn sau những phút đầu khá chệch choạc. Tuy nhiên, từ một tình huống tổ chức tấn công quá hay, hậu vệ Dortmund bấm bóng từ sân nhà để Niklas Füllkrug tận dụng tốc độ tuyệt vời, phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng, đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 36. Hiệp 2 là hiệp đấu mà PSG chơi hay hơn, đại diện Ligue 1 tấn công sắc nét hơn hẳn 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự vô duyên của những Kylian Mbappe, Hakimi hay đặc biệt là Dembele đã khiến đội nhà không thể có được bàn thắng gỡ hòa. Những cái tên này liên tục bỏ lỡ những cơ hội bằng những pha dứt điểm trúng cột dọc hay thiếu chính xác, và PSG phải ngậm ngùi nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Với kết quả này, PSG buộc phải có được chiến thắng trong 90 phút tại lượt về nếu muốn hy vọng góp mặt tại Wembley vào ngày 2 tháng 6 tới. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique đã có những chia sẻ xoay quanh thất bại của đội nhà, đồng thời ông còn nhắc đến sức mạnh của Dortmund ở trận đấu vừa qua. Đó là bóng đá, đôi khi điều đó thật tuyệt vời, nhưng đôi khi mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Chúng ta sẽ phải phân tích những cơ hội mà cả hai đội tạo ra. Đó là một trận đấu khó khăn. Tất nhiên, hôm nay chúng tôi muốn gây sức ép, nhưng Dortmund cầm bóng rất mạnh và có thể tự giải thoát trước khung thành bằng một đường bóng dài, và Füllkrug cũng đã làm rất tốt. Mọi người đều biết rằng trận đấu này sẽ không hề dễ dàng. Đây là trận bán kết Champions League. Chúng tôi phải thừa nhận rằng đây là một sân vận động đặc biệt, với những người hâm mộ biết cách ủng hộ đội của họ. Ngoài những diễn biến hấp dẫn từ Champions League, vào đêm qua cũng đã diễn ra trận bán kết 2 King Cup giữa Al-Nass và Al-Khalei. Trước đối thủ dưới cơ hơn rất nhiều, siêu sao Cristiano Ronaldo cùng với các đồng đội đã được đánh giá không quá khó khăn để có được tấm vé cho trận chung kết. Và đúng như dự đoán, Al-Nass đã dễ dàng hoàn thành được mục tiêu của mình trước khi trận đấu diễn ra để một lần nữa tay đấu với Al-Hilal ở mùa giải năm nay. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay ở những phút đầu. Al-Khalei có cơ hội tốt để mở tỷ số, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ đội khách lại đưa bóng đi vọt xà ngang, không hề kém cạnh. Với lợi thế sân nhà, Al-Nass dồn lên tấn công và Ronaldo đã không để khán giả nhà phải chờ lâu để chứng kiến bàn thắng. Phút 17, Ronaldo cướp được bóng ở rìa vòng cấm. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, dứt điểm mở tỷ số cho Al-Nass. Niềm vui nhân đôi cho đội chủ nhà vào phút 37 khi Sadio Mane thực hiện thành công một quả phạt đền sau pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Điểm đáng chú ý ở đây đó chính là khoảnh khắc CR7 đã nhường quyền sút phạt cho Sadio Mane để cựu sao Liverpool có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số. Bước sang hiệp 2, Ronaldo đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này bằng bàn thắng ở phút 57, nhận đường căng ngang thuận lợi của Yaya, siêu sao người Bồ Đào Nha bình tĩnh xử lý trước khi vung chân khiến thủ thành đối phương bó tay, nâng tỷ số lên 3-0 cho Al-Nass. Tất cả những gì mà Al-Khalei làm được ở trận đấu này là bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Fawad Al-Terai ở những phút cuối trận và chấp nhận dừng bước tại bán kết. Còn với Al-Nass, họ sẽ tiến vào chung kết và tiếp tục đụng độ Al-Hilal.
Sau khi loạt trận bán kết Champions League kết thúc, các khán giả tiếp tục được chứng kiến sự hấp dẫn của Premier League khi Chelsea sẽ đối đầu với Tottenham trong trận đá bù vòng 26. Với cục diện trên bảng xếp hạng hiện tại, The Blues rất muốn tận dụng điểm tựa sân nhà Stamford Bridge để có được 3 điểm trọn vẹn nhằm nuôi hy vọng lọt vào top 6. Trong khi đó, Tottenham cũng đang hướng tới chiến thắng ở trận đấu tới nhằm tiếp tục bám đuổi Aston Villa trong cuộc đua giành tấm vé tham dự Champions League vào mùa giải tới. Rạng sáng ngày 3 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ cùng thành phố là Tottenham Hotspur trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ trận đá bù vòng 26 Premier League. Cả Chelsea và Tottenham đều đang trải qua những ngày không vui trong giai đoạn cuối mùa. Nếu Tottenham vừa để thua 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Newcastle và Arsenal, qua đó cơ hội để có vé trên C1 năm sau ngày càng hẹp dần, thì The Blue của huấn luyện viên Pochettino cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi họ đã mất cơ hội có danh hiệu đầu tiên kể từ khi đổi chủ vì đánh mất tấm vé chơi chung kết FA Cup cũng như đang ngục lặn ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tình hình lực lượng của cả hai đội trước trận đấu ngày mai vẫn chưa có điểm gì đặc biệt so với nhân sự họ có trong trận ra sân gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chelsea vẫn sẽ thiếu vắng các cái tên như Ben Chilwell, Malo Gusto, Rhys James và mới nhất là Enzo Fernandez sẽ phải nghỉ đấu hết mùa sau khi tham gia phẫu thuật. Còn với huấn luyện viên Ange Postecoglou, ông sẽ tiếp tục đau đầu với sự vắng mặt của cầu thủ trụ cột bên phía hành lang cánh trái là Destiny Udogi khi mà Ben Davies vẫn chưa cho thấy mình đủ khả năng để khóa lớp khoảng trống mà người đồng đội để lại. Trong 5 lần gần nhất cặp derby London này diễn ra, Chelsea đang cho thấy sự áp đảo của mình với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu có 3 điểm trước Spurs vào ngày mai thì The Blues sẽ đả bại đối thủ cả 2 lần trong mùa giải này và tạm vươn lên vị trí thứ 8, cùng với đó là áp sát vị trí thứ 7 của Newcastle United. Về phía Tottenham, họ đã tự bắn vào chân mình trong cuộc đua top 4 với Aston Villa khi thua 2 trận gần nhất. Để hy vọng có thể vượt qua đoàn quân của huấn luyện viên Unai Emery, Tottenham sẽ phải chơi tuyệt hay trong 5 trận còn lại của mùa giải, bắt đầu vào việc làm khách trên sân của Chelsea. Tóm lại, trận đấu ngày mai sẽ là cuộc đụng độ của những kẻ cùng khổ. Một trận thắng sẽ giúp một đội có thêm hy vọng trong cuộc đua giành chiếc vé chơi ở châu Âu mùa sau. Và đương nhiên, đội còn lại nếu nhận trận thua sẽ ngày càng rời xa mục tiêu của mình trong phần còn lại của mùa giải. Vẫn là những thông tin xoay quanh bóng đá quốc tế, mới đây báo chí Anh đã tiết lộ xoay quanh tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Man United sau khi mùa giải này kết thúc, sau khi Sir Jim cùng với các cộng sự của ông đã đưa ra quyết định về chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại nhà hát. Ở một diễn biến khác thì Bayern Munich đang chuẩn bị công bố tân huấn luyện viên trưởng ở mùa giải tới ngay sau khi trận bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid kết thúc. Đáng chú ý, đây là cái tên có một khoảng thời gian làm việc tại Bundesliga trong quá khứ. Manchester United đang trải qua những kết quả không tốt trong mùa giải này khi mà tại đấu trường Ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ đã chắc chắn không thể có vé chơi tại Champions League mùa sau khi mà họ mới chỉ có 54 điểm và xếp thứ 6, kém đội bóng xếp thứ 4 là Aston Villa 13 điểm trong bối cảnh mà Premier League chỉ còn vài vòng đấu nữa trước khi hạ màn. Do đó, chiếc ghế thuyền trưởng của Erik ten Hag luôn trong tình trạng báo động. Thế nhưng mới đây, theo Daily Mail, Sir Jim Ratcliffe được cho là vẫn muốn ten Hag tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng ít nhất trong mùa giải tới. Một phần vì ông chủ của Man United hiểu cho những khó khăn mà huấn luyện viên người Hà Lan đang gặp phải tại đội bóng, khi có vẻ như một vài cầu thủ đã tỏ ra bất mãn với chiến lược gia 54 tuổi này trong phòng thay đồ. Lại một thông tin nữa liên quan đến một người cũ của Manchester United là ông Ralf Rangnick. Theo ký giả Florian Plettenberg, chủ tịch của Bayern Munich là ông Herbert Heiner đã chia sẻ về cuộc đàm phán của đội bóng với cựu huấn luyện viên Man United rằng mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp nhưng đến hiện tại vẫn chưa có hợp đồng nào được ký kết vì cả Bayern và chiến lược gia người Đức cần làm rõ một vài chi tiết trước khi thỏa thuận. Plettenberg còn tiết lộ thêm rằng ban lãnh đạo của Hồng Sám muốn hoàn thành đàm phán trong tuần này và hợp đồng giữa đôi bên có thể kéo dài đến năm 2027. Nếu điều này trở thành sự thật, Bayern sẽ lại có thêm một huấn luyện viên người Đức dẫn dắt câu lạc bộ sau sự rời đi của Thomas Tuchel khi huấn luyện viên từng vô địch Champions League đã lên tiếng xác nhận sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải. Chuyển sang những diễn biến ở môn cầu lông ở ngày thi thứ 5 thì tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Indonesia và Ấn Độ. Và sau đó chúng ta cũng đã xác định được những cặp tứ kết sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Trong ngày thi đấu thứ 5 của Thomas Cup, mọi sự chú ý được đổ dồn về cặp đấu tái hiện lại trận chung kết 2 năm về trước giữa Indonesia và Ấn Độ. Pranoy đã mang đến khởi đầu ấn tượng cho nhà đương kim vô địch khi đánh bại Anthony Sinisuka Ginting ở trận đánh đơn mở màn. Dẫu vậy, đó là tất cả những gì mà đại diện Nam Á có thể làm được trước đội tuyển xứ vạn đảo. Khi ở các trận đấu sau đó, các thầy vợt Indonesia chơi vô cùng xuất sắc để giúp nhà đương kim Á quân lội ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 4-1. Kết quả này giúp đại diện Đông Nam Á giành ngôi nhất bảng C và sẽ gặp Hàn Quốc ở tứ kết. Trong khi đó, Ấn Độ phải đụng độ đội chủ nhà Trung Quốc tại vòng 8 đội mạnh nhất. Bên cạnh Indonesia, đội tuyển Nhật Bản cũng giành vị trí dẫn đầu bảng B sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu cuối cùng. Kento Momota cùng các đồng đội sẽ so tài với Malaysia tại tứ kết, trong khi Đài Bắc Trung Hoa phải chạm trán Đan Mạch.
Còn tại UEFA Cup, đội tuyển nữ Nhật Bản cũng đã giành thắng lợi ở màn so tài với Indonesia tại lượt trận cuối bảng C, qua đó có được vị trí đỉnh bảng để tiến vào tứ kết gặp Ấn Độ. Còn Indonesia chạm trán Thái Lan. Ở các cặp đấu còn lại, Trung Quốc sẽ đối đầu Đan Mạch, trong khi đương kim vô địch Hàn Quốc gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng cuối cùng giành quyền vào bán kết cúp quốc gia đã chính thức được xác định, đó chính là câu lạc bộ Thể Công Viettel. Tương tự hai trận tứ kết trước đó, Viettel và PVF Công an Nhân dân đã phải đưa nhau vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Và tại đây, Hoàng Đức và các đồng đội đã cho thấy mình là những người bản lĩnh và chính xác hơn. Tối ngày 1 tháng 5, Thể Công Viettel có cuộc tiếp đón PVF CAND trên sân nhà trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp quốc gia. Thi đấu với đội bóng hạng nhất, đội chủ nhà Viettel đã không thể sử dụng ngoại binh như theo điều lệ giải. Sau tiếng còi khai cuộc thì PVF CAND gây bất ngờ khi tràn lên tấn công, hòng đánh phủ đầu đối thủ. Liên tiếp các cơ hội được đội bóng hạng nhất tạo ra, song tiếc là không thể chuyển hóa được bàn thắng. Trước sức ép của đội khách thì Thể Công Viettel chủ động thi đấu lùi sâu để chờ cơ hội phản đòn, và lối chơi này đã sớm mang lại sự hiệu quả cho đội bóng chủ nhà. Phút thứ 14, từ một pha phản công cực nhanh, Trương Tiến Anh đã kiến tạo cho Hữu Thắng dướn người nệm bóng tung lưới đội khách. Sau bàn thắng, đoàn quân của viên Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục duy trì sức ép về phía sân của đối phương, song họ lại không thể chuyển hóa được cơ hội bàn thắng khi hiệp 1 khép lại. Ngay đầu hiệp 2 thì những nỗ lực của PVF CAND đã được đền đáp với siêu phẩm đá phạt của Thanh Nhàn giúp đội nhà quân bình tỷ số. Và rồi khi trận đấu đã trở về vạch xuất phát thì bước ngoặt lại đến ở phút thứ 65, Đức Chiến bên phía Thể Công Viettel phải nhận thẻ vàng thứ 2 dưới sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Nam. Dẫu vậy, đội bóng áo lính lại bất ngờ có được bàn thắng trong thế thiếu người với pha đi bóng rồi dứt điểm đẹp mắt bằng chân trái từ ngoài vòng cấm của Trương Tiến Anh. Không chịu khuất phục thì PVF CAND có bàn thắng gỡ hòa 2 đều sau đó chỉ 4 phút. Tận dụng pha bóng lộn xộn trước vòng cấm của Viettel, Hiểu Minh dứt điểm đưa bóng chạm chân một cầu thủ áo đỏ rồi làm đổi hướng khiến thủ môn Thế Tài không kịp trở tay. Hòa nhau 2 đều trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng bại. Tại đây, 5 cầu thủ của Thể Công Viettel đều thực hiện thành công lượt đá của mình, trong khi Hữu Nam bên phía PVF CAND lại sút bóng lên trời. Chung cuộc thì Thể Công Viettel giành chiến thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu, qua đó giành tấm vé vào bán kết cúp quốc gia năm nay gặp Hà Nội FC. Trong khi đó, trận bán kết còn lại là màn đụng độ giữa câu lạc bộ Nam Định và Đông Á Thanh Hóa. Những ngày qua, truyền thông và giới mộ điệu nước nhà xôn xao về danh tính huấn luyện viên Kim Sang-sik, người được đồn đoán sẽ đảm nhận vị trí thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là dành nhiều lời khen cho người đồng hương Kim Sang-sik, một người đã làm nên thành công và một người có thể sắp làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam. Theo truyền thông Hàn Quốc, cựu huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Việt Nam thay thế cho người tiền nhiệm Philip Chu-jae. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được cho là sẽ ký vào bản hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Kim Sang-sik dự kiến sang Việt Nam vào cuối tuần này, qua đó trở thành chiến lược gia Hàn Quốc thứ hai dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, huấn luyện viên Kim Sang-sik có mối quan hệ tốt với người đồng hương Park Hang-seo. Đáng chú ý là thầy Park đã dành nhiều lời khen có cánh dành cho người được cho là tân thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá ông Kim Sang-sik là người có năng lực, tư cách tốt, cũng là người biết trước biết sau. Đây là đánh giá thể hiện sự trân trọng của ông Park đối với hậu bối của mình, nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết. Đối đầu trước U23 Iraq là thử thách khó khăn nữa với U23 Indonesia tại U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, chỉ cần giành chiến thắng thì tấm vé đến với Thế vận hội mùa hè tại Pháp sẽ ghi dấu ấn lịch sử của bóng đá Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong không muốn đội bóng của mình giành quyền tham dự Thế vận hội 2024 thông qua trận đấu playoff. Vì vậy, huấn luyện viên Shin nhấn mạnh đội tuyển U23 Indonesia phải giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với Iraq. Chia sẻ với Champions Asia thì chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: "Các cầu thủ của tôi hiểu tất cả. Trận đấu vào ngày 2 tháng 5 sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Điều quan trọng là chúng tôi phải phục hồi thể lực càng sớm càng tốt. Trận thua tâm phục khẩu phục trước U23 Uzbekistan đã đánh tan giấc mơ vô địch của người Indonesia. Nhưng thay vì tranh móc đổ lỗi cho huấn luyện viên Shin Tae-yong thì các cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng xứ Vạn Đảo đã chọn cách ở bên đội bóng lúc thất bại. Khi mới vài ngày trước thôi thì những chiến binh Garuda đã mang đến cảm xúc tột độ dành cho hàng triệu người dân Indonesia tại quê nhà với màn trình diễn đẳng cấp trước U23 Hàn Quốc. Bên cạnh sự song hành của người mộ thì truyền thông của Indonesia cũng tích cực truyền động lực đến đội U23 quốc gia thông qua những hình ảnh và những con chữ. Với tính chất không khác gì là một trận chung kết thì người dân tại Indonesia đã sẵn sàng đổ ra đường đi bão nếu như Marcelino Ferdinand cùng các đồng đội tiếp tục chuỗi tạo địa chấn tại U23 châu Á 2024. Và đó là những thông tin được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, những thông tin về giải cầu lông và các môn thể thao khác vẫn liên tục được cập nhật và phát sóng trên truyền hình MyTV. Mời quý khán giả chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn vào giờ này ngày mai.